Tại ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, không ai không biết đến lớp học tình thương của vợ chồng ông bà Tư, lớp học dành cho những trẻ em nghèo. Ông Tư dạy học từ trước năm 1975, sau đó ông Tư đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn, vợ ông cũng nghỉ dạy. Sau khi kinh tế ổn định, thương trẻ em nghèo, không có nơi để học, ông bà mở lớp học tình thương và gắn bó từ đó đến nay. Khi Sài Gòn đi lên đây, đi coi 4 ngôi đất cho công ty, rồi lên đây thấy học trò nó dốt nhiều quá mà không có ai cai quản, không có ai dạy dỗ, mà hỏi ra thì nói cái trường ở đây không có nữa, mà muốn đi học ở đây thì phải qua bên Đông Hòa là 8 cây số, mà qua bên Đông Hòa học, mà qua bên Đông Hòa thì những người này người ta đâu có giấy tờ, đâu có giấy khai sinh đồng này kia, thì làm gì mà vô được trong trường nhà nước. Thành ra rồi mình mới mở cái lớp là mình dạy, mở lớp hồi năm 1994. Những ngày đầu mở lớp còn nhiều khó khăn, lớp học chỉ tạm bợ bằng mái lá. Sau được chính quyền ấp Tân Lập giúp đỡ, ông bà đã xây dựng nên những lớp học khang trang hơn. Các học trò của ông đều là con của những lao động nghèo, cha mẹ vốn dân lao động tứ xứ mưu sinh với đủ nghề. Lớp của ông Tư chỉ thu 15.000 đồng mỗi tháng để đóng tiền điện nước, mua phấn bút. Nhiều học trò khó khăn, ông cũng không đành lòng thu tiền. Tình yêu, em học lớp 2, dạy giúp bà, dạy toán, vui, được đánh quà nữa. 2 năm về trước, vợ của ông bị gãy chân phải về quê nghỉ dưỡng. Phụ với ông đứng lớp còn có các bạn sinh viên của cụm mấy trường đại học gần đó. Là bữa đầu tiên em đi dạy, em thấy các em rất là ngoan luôn. Rồi các em còn... Lúc mà các em làm bài xong thì các em cũng ngồi đó kể chuyện cho em nghe nữa. Thì tạo cho em cảm thấy là không có phải là không có còn khoảng cách giữa một người thầy hoặc là một người cô đứng trên đó, mà là một người chị trong nhà của các em luôn. Ngần ấy năm tháng dạy học, biết bao thế hệ con em đến rồi đi, người Việt ví thầy cô giáo như người đưa đò thầm lặng. Chợt nghĩ đến những chuyến đò chiều, rồi một ngày ông giáo già buộc phải gác mái khi lớp học tình thương này phải giải tỏa do nằm lọt thỏm trong phần đất được quy hoạch để xây dựng dự án khu đô thị đại học.